Chào tất cả các em. Hôm nay thầy sẽ hướng dẫn chúng ta một cái dạng toán đó là viết phương trình đường thẳng thỏa mãn một điều kiện cho trước. Đây là một cái bài toán do một bạn gửi bài lên yêu cầu thầy chữa. Chúng ta cùng quan sát bài toán nhé. Bài toán này cho đường tròn C có phương trình x bình cộng y bình trừ 4x cộng 2y trừ 11 bằng 0. Với tâm là y hay là y là tâm này. Viết phương trình đường thẳng delta vuông góc với đường thẳng D có phương trình 3x trừ 4y cộng 1 bằng 0 và cắt đường tròn C tại hai điểm A và B sao cho tam giác IAB có diện tích lớn nhất. Đấy. Thế thì đọc dữ kiện bài toán thì chúng ta thấy ở đây là viết phương trình đường thẳng delta. Đường thẳng delta là đường thẳng phải tìm này. Đấy. Đường thẳng delta là đường thẳng phải tìm. Mà chúng ta biết là nó lại vuông góc với D rồi. Thì chúng ta biết ngay được cái dạng của nó. Sau đó chúng ta sẽ thấy là nó cắt đường tròn tại hai điểm A B sao cho tam giác IAB có diện tích lớn nhất. Đầu tiên thì chúng ta cứ xử lý từng cái dữ kiện một nhá. Để chúng ta giải này. Ta nói là vì delta vuông góc với D có phương trình đây 3x cộng trừ đi 4y cộng 1 bằng 0. Đấy. Nó vuông góc thì vector pháp tuyến của thằng này lại là vector chỉ phương của thằng kia, đúng không? Đấy, tức là hai cái vector pháp tuyến của nhau của tương ứng của hai đường thẳng nhân với nhau phải bằng 0. Thì từ đây chúng ta suy ra ngay delta có dạng vì delta mà vuông góc bên D có phương trình như này thì suy ra delta có dạng là chúng ta đảo lại đây là 3 âm 4 thì đảo ngược lại thành 4 3, đúng không? Đấy, vậy thì là 4x cộng với 3y cộng số hằng số C chưa biết là bằng 0. C là thuộc R. C là một số thực. Chúng ta lưu ý với delta và D như này thì chúng ta thấy này 3 x 4 là 12 này trừ 4 x 3 là bằng trừ 12 cộng với nhau bằng 0. Vậy thì hai đường thẳng này vuông góc. Đấy, đây là cái cách viết phương trình đường thẳng vuông góc hoặc song song rất là nhanh. Song song thì chúng ta nhớ là nó giống hệt cái đầu này, nó chỉ khác cái đuôi này. Đấy, nếu mà trường hợp song song chúng ta viết luôn delta sẽ là 3x trừ 4y cộng c bằng 0, nhưng mà đây thì chúng ta phải đảo lại một chút. Đấy, 3 âm 4 thì đây trở thành 4 3. Đấy, chúng ta lưu ý thế nhá. Thế là chúng ta xử lý xong cái dữ kiện về vuông góc rồi. Bây giờ chúng ta thấy này, cái đường thẳng delta này phải cắt đường tròn tại hai điểm A và B sao cho tam giác IAB là có diện tích lớn nhất. Thế thì nó liên quan đến tâm và bán kính của đường tròn. Vậy thì chúng ta tìm tâm và bán kính đường tròn nhé. Chúng ta nói là C này, đường tròn C này có tâm Y có tọa độ. Muốn tính tọa độ tâm Y của đường tròn thì chúng ta lấy hệ số của X này, hệ số của Y này chia cho âm 2 là ra. Ở đây âm 4 chia cho âm 2 là bằng 2. 2 chia cho âm 2 là bằng âm 1. Vậy tâm Y là có tọa độ là 2 âm 1. Và bán kính thì viết tắt này R sẽ bằng căn bậc 2 của hai bình này cộng với âm 1 bình này. Đấy, là trừ đi cái tự do này, hệ số tự do này trừ đi trừ 11 là thành cộng với 11. Vậy thì cái này là kết quả nó bằng, đây là 4 này, 1 là 5 này, 16 là 10, 11 là 16, khai căn là bằng 4. Vậy là bán kính bằng 4. Thế thì bây giờ chúng ta sẽ phác họa cái hình ảnh của nó một chút nhá. Đấy, đầu tiên là chúng ta vẽ cái đường tròn này. Khoanh cái đường tròn này. Giả sử đường tròn đây là tâm Y này. Đấy, tâm Y là 2 âm 1 này. Và bán kính là R là bằng 4 này. Đấy, chúng ta tìm R bằng 4 này. Đấy. Thì delta chúng ta biết là có dạng này rồi, 4x cộng 3y cộng c bằng 0 rồi. Bây giờ giả sử như delta như này. Đấy, delta đây sẽ cắt đường tròn tại hai điểm đó là điểm A và điểm B đây. Thì sẽ tạo thành tam giác IAB, đúng không? IAB đây. Đấy. Và diện tích tam giác IAB chính là diện tích cái tam giác này. Diện tích tam giác này thì chính là thầy hạ đường cao IH nhá. IH hạ đường cao IH. Vậy thì nó sẽ là bằng 1/2 tích IH nhân AB. Đấy. Thì là chúng ta ghi là ta có ngay. Ta có diện tích tam giác IAB sẽ bằng 1/2 IH chiều cao nhân với AB. Đấy. IH nhân AB. Quan trọng
là chúng ta phải tìm cái đường thẳng delta này làm sao cho cái diện tích tam giác này là lớn nhất, tức là cái S này là lớn nhất. Thế thì chúng ta lưu ý với thầy ở đây là diện tích tam giác IAB là bằng 1 phần 2 nhân tích của hai thằng này. Đấy. Và đây là một IH là một đoạn thẳng là dương, AB là một độ dài đoạn thẳng cũng là dương. Đấy. Vậy thì chúng ta hoàn toàn có thể áp dụng định lý Cauchy đúng không? Đấy. Thì chúng ta biết rằng là ta có IH nhân AB phải nhỏ hơn hoặc bằng IH cộng với AB tất cả bình trên 4. Đây là theo Cauchy nhá. Theo Cauchy. Đấy. Và từ đây chúng ta suy ra ngay cái diện tích tam giác IAB sẽ phải nhỏ hơn hoặc bằng, chúng ta lắp cái tích này, nhỏ hơn hoặc bằng này vào đây thì nó sẽ là nhỏ hơn hoặc bằng IH cộng với AB bình phương trên 2 đây, 14 đây là trên 8. Đấy. Vậy thì chúng ta suy ra ngay, vì diện tích này nhỏ hơn hoặc bằng cái biểu số này, vậy thì suy ra diện tích tam giác IAB max tức là lớn nhất đúng không, sẽ phải bằng chính cái này, tức là IH cộng với AB bình phương trên 8. Và cái này xảy ra khi nào? Khi dấu bằng ở đây xảy ra, tức là dấu bằng ở đây, dấu bằng ở đây xảy ra, dấu bằng ở đây xảy ra mà theo Cauchy thì dấu bằng xảy ra tức là khi hai số bằng nhau, tức là khi IH bằng AB. Đấy, thì chúng ta nhớ là như vậy. À, chúng ta nhớ là cái nó sẽ đạt giá trị max khi mà IH bằng AB, tức là cái chiều cao IH này chính là bằng cái đoạn thẳng AB này. Đấy. Bây giờ chúng ta lại ghi này, chúng ta thấy nhá. Mặt khác ta có trong tam giác IHB. Đấy, ví dụ ta tạm gọi như vậy. IHB đây là tam giác đi, vuông tại H. Thì chúng ta suy ra ngay cho thầy, theo Pythagore thì ta có IH bình cộng với HB bình thì sẽ là bằng IB bình. Đấy, đây là Pythagore. Thế thì cái đoạn thẳng IH này, đây đoạn thẳng IH này thì chúng ta vẫn để là IH đúng không? Suy ra IH bình cộng với HB đây, HB chúng ta thấy là theo cái tính chất của tiếp tuyến và dây cung ấy thì thể chế độ cái đường kính và dây cung, đường kính vuông góc với dây cung này, dây cung AB này thì sẽ phải đi qua trung điểm, tức là HA này thì bằng HB đúng chưa? Hay nói cách khác là HB này thì bằng AB trên 2. Đấy, vậy thì cái này nó là AB trên 2 tất cả bình phải bằng IB bình, mà IB lại bằng bán kính, mà bán kính bằng 4, vậy thì cái này là bằng 4 bình. Đấy. Thầy nhắc lại IB đây, IB là bằng bán kính R và R bằng 4, vậy đây là 4 bình. Và cái này từ đây chúng ta sẽ suy ra IH bình cộng với cái này là AB bình trên 4 sẽ bằng 16, hay tương đương với bốn IH bình cộng với AB bình sẽ phải bằng 4 này nhân với 16 thì là bằng 64 đúng chưa? Đấy. Đây là 2, đây là 1 nhá. Thế chúng ta thấy ở đây là có IH bình và AB bình đúng không? Và cái giá trị diện tích tam giác max khi IH bằng AB, chúng ta áp dụng cái tính chất này, và người ta nói là khi diện tích tam giác IAB là max thì IH sẽ bằng AB. Đây là 1 này, nhắc lại này, từ 1 thì chúng ta suy ra cái điều này, nhắc lại thôi, thì từ đây chúng ta suy ra IH bình sẽ phải bằng AB bình. Đấy. Thì chúng ta
thay vào hai này. Đấy, thay thay vào hai. Thay vào hai. Thì chúng ta suy ra 4IH bình thể đỉnh nguyên, 4IH bình thể đỉnh nguyên cộng với AB bình thì thay bằng IH bình đúng không? IH bình thì bằng 64. Thì kết quả là cái này sẽ là bằng IH bình sẽ là bằng 64 trên trên 5. Cái này là 5IH bình bằng 64. Vậy IH bình bằng 64 trên 5. À, hay là tương đương với IH sẽ là bằng căn 64 trên 5, tức là bằng 8 trên căn 5. Đấy. Vậy thì chúng ta thấy là cái diện tích lớn nhất khi mà IH bằng 8 trên căn 5. Mà chúng ta nhìn đây nhá. IH là chiều cao. IH đấy chính là khoảng cách từ Y cho đến delta. Đấy, khoảng cách từ Y cho đến delta. Đấy, chúng ta ghi này. Suy ra khoảng cách từ Y cho đến delta là bằng 8 trên căn 5. Đấy. Thì chúng ta ghi này, chúng ta sẽ chuyển cái khoảng cách này cho ta tìm được nhá. Với Y có tọa độ là 2 âm 1 và delta có phương trình là 4x cộng với 3y cộng c bằng 0. Thì chúng ta sẽ suy ra khoảng cách này bằng 8 trên căn 5 này. Chúng ta thay cái thằng này vào với trái là 2 nhân 4 là 8 này, cộng với 3 nhân với trừ 1 là cộng với âm 3 này, cộng với c này, lấy giá trị tuyệt đối, chia cho căn bậc 2 của 4 bình cộng 3 bình, 4 bình cộng 3 bình thì bằng 8 trên căn 5. Cái này chính là khoảng cách từ y đến delta. Đấy, chúng ta lưu như vậy. Vậy thì chúng ta sẽ suy ra trị tuyệt đối của đây là 5 cộng C đúng chưa? 5 cộng C sẽ bằng, cái này sẽ là 5. Đấy. Vậy thì nó là 5 này nhân 8 chia căn 5 thì nó bằng 8 căn 5. Vậy thì từ đây chúng ta rút ra được hai trường hợp. C sẽ là bằng 8 căn 5 trừ 5, hoặc là C là bằng 8 căn 5 âm 8 căn 5 trừ gì? Trừ 5. Đấy. Vậy thì chúng ta tìm được hai đường thẳng D. Vậy vậy hoặc delta có phương trình là gì? Chúng ta thay đây thôi đúng không? 4x cộng 3y cộng C đây, tức là cộng 8 căn 5 trừ đi 5 bằng 0. Hoặc là delta bằng, à delta có phương trình này. 4x cộng 3y là C đây, trừ 8 căn 5 trừ 5 bằng 0. Này, chúng ta thay vào đây này, thay C này. Đó, đấy. Chúng ta lưu ý thế. Thế thì mấu chốt ở bài này là chúng ta dựa vào cái hai cái định lý, hai cái định lý quan trọng. Thứ nhất đó là Cauchy. Đây này, để chúng ta tìm cái tích này nhỏ hơn hoặc bằng cái tổng này bình phương trên 4 và xảy ra dấu bằng này, tức là S này là mắc và xảy ra dấu bằng, tức là hai số này bằng nhau, tức là cái chiều cao này đúng bằng cái dây cung này. Đây, chiều cao này đúng bằng dây cung này. Chiều cao đúng bằng dây cung AB, chiều cao IH. Và một cái nữa đó là chúng ta sử dụng cái định lý Pythagore trong tam giác vuông IHB đấy. Và ngoài ra chúng ta còn nhớ cái tính chất đường kính này, vuông góc một giây này. Đấy, thì sẽ đi qua trung điểm một giây. Cho nên là chúng ta biết được cái đoạn HB này là bằng AB trên 2. Thì chúng ta làm như vừa rồi nhá. Đấy. Vậy thì đáp án của chúng ta là có hai cái đường thẳng phải tìm. Hai đường thẳng đây. Delta là 4x cộng 3y cộng 8 căn 5 trừ 5 bằng 0, hoặc là 4x cộng 3y trừ 8 căn 5 trừ 5 bằng 0. Đấy, là có hai đáp án. Thế là cái nội dung của cái bài thầy vừa hướng dẫn các bạn về tham khảo và làm bài tương tự nhé. Có khó khăn gì thì thầy sẽ hướng dẫn các bạn ở buổi học khác. Chào tạm biệt các em.